Chị Linh ơi, chị xem giùm em tập hồ sơ này với, đang cần ký gấp lắm chị. Bố cô không thấy tôi đang ngồi hay sao? Cô ta bị cắt chức rồi, bây giờ tôi là quản lý ở đây. Lần này cô không biết thì tôi bỏ qua, đưa hồ sơ qua đây. Có thật vậy không hả chị? Ừ, em đưa cho Lý xem đi. Dạ chị. Dạ, vậy chị xem hồ sơ giùm em với chị. Không ngờ tôi cũng có ngày ngồi cái ghế này đó. Công nhận ngồi cái ghế này sướng thật đó cô Linh à. Mình nghĩ mình chơi đã tao chắc. Ngày mai có trò hay để xem ở đây. Thôi, cô đi ra ngoài đi. Lát cô lấy nha, để tôi xem đã. Dạ. Ủa, chị Lý, chị đã xem hồ sơ chưa? Sếp đang cần gấp nè. Cần gấp hả? Rồi, tôi ký rồi đó. Mang ra đi. Em cảm ơn chị. Cô làm việc gì vậy Lý? Cô đứng mặt với tôi à? Cô đã xem ký hợp đồng chưa mà ký tên hả? Cô có biết là một lỗi nhỏ như vậy ấy, ảnh hưởng đến hợp đồng như thế nào không? Cô làm quản lý như vậy sao? Dạ sếp, em xin lỗi. Sếp bỏ qua cho em nhá. May mà có cô Linh á, cô xem ký hợp đồng á thì mới không xảy ra vấn đề này, biết không hả? Dạ sếp, em biết rồi, em xin lỗi ạ. Chứ quản lý á, từ ngày mai sẽ trở về của cô Linh. Còn cô bị sát hại. Sếp. Kế hoạch thì là do cô đúng không? Kế hoạch gì? Chỉ là do cô không đủ bản lĩnh thôi. Cô nghĩ đi đường vòng sẽ nhanh và bền sao? Những gì cô nhận ngày hôm nay là do cô tự chuốc lấy. Cô! Tôi muốn nói cho cô hiểu, giá trị quyết định ở bạn. Đừng mơ cao quá, hãy cẩn thận, ngã đâu đó. Muốn trở thành tôi ư? Không dễ đâu. Qua đi, em nhà có một mình à, em nhớ anh lắm á. Nhà chị có mình em sao? Nhà em to và đẹp quá. Nhà này là nhà của anh chị em. Mà thôi lại đi ngồi với em đi. Trời ơi em nhớ anh quá à. Sao dạo này không có gọi điện nhắn tin gì cho em vậy? Hay là lén phén con nào đúng không? Anh chị thương mình em thôi. Mà hôm nay á, anh đang đầu tư về vấn đề kia mà đang bị thiếu vốn á. Em cho vay anh vay tiền được không? Anh cần bao nhiêu? Nhiều không? Thì em thương anh bao nhiêu thì em cho anh bấy nhiêu thôi. Anh đâu có dám đòi hỏi. Thương anh lắm á. Nè, trong này có 20 triệu. Biết là phải ngoan nghe lời em đó nghe chưa. Ừ, rồi lo cho công việc đi. Đừng có lén phén con nào đó. Ừ, thương em nhất. Lý, em không được cho bạn em mượn tiền. 20 triệu không phải là con số nhỏ đâu em. Mà em đã biết người ta làm cái gì đâu mà em cho mượn nhiều như vậy. Chị Linh à, tiền này là tiền của tôi muốn làm gì tôi làm chứ tôi đâu có xin chị đâu. Nè cậu kia, trả lại tiền cho em gái tôi nhanh. Thôi, anh đi về đi, việc này để em lo. Đứng lại đó, trả tiền lại cho em gái tôi. Chị Linh à, chị bớt lo chuyện bao đồng lại đi nha. Thôi anh đi về đi. Này chị Linh, lần này tôi cảnh cáo chị nha. Đừng xem vào chuyện riêng tư của tôi, không thì đừng có trách tôi mất dạy. Hai chị em có chuyện gì đấy? Dạ không có gì đâu anh. Anh về anh bảo vợ anh á, bớt lo chuyện bao đồng lại. Tôi lớn rồi chứ không phải nhỏ nữa đâu mà thích dạy đời tôi. Anh chị hiểu chưa? Anh ơi, anh có thấy 5 triệu em để trên bàn đâu không? Không, em không thấy. Em xem kỹ lại xem em để đâu. Em nhớ rõ ràng mà, sáng nay em có để trên bàn á. Định xuống lấy đi cất nè, mà đâu mất tiêu rồi. Lý, mày có thấy tiền chị dâu mày để đâu không? Này chị Linh, có gì chị nói trước mặt nè. Chị bảo với hai tôi là tôi lấy tiền của chị đúng không? Vừa phải thôi chứ. Lý, chị đâu có nói anh nhấn gì đâu em. Anh chỉ hỏi mày có thấy không thôi chứ. Có bảo mày lấy đâu mà mày xù lông lên vậy hả? Em mới lượm được của bà chị em 5 triệu. Vậy sau đi ăn nha. Lý ăn cơm đi em, hôm nay anh Nhân về trễ. Ngày nào chị cũng nấu cơm vậy, tên cơm tôi ngán lắm rồi đó. Vậy em thích ăn món gì để ngày mai chị nấu? Lý đâu? Ai là Lý? Tôi là Lý, cô tìm ai? Sao cô lại đánh em tôi? Cô là ai? Chuyện này là sao vậy Lý? Cô ấy là ai em không biết. Tôi là vợ của anh Tâm, cái người mà cô đang cặp bồ đó. Cái gì? Anh Tâm có vợ rồi.
Bấy lâu nay anh lừa tôi sao? Chẳng lẽ bây giờ tôi phải đem cái giấy kết hôn thì cô mới tin sao? Hôm nay tôi phải cho cô một trận mới được. Khoan, cô làm cái gì đánh em gái tôi vậy hả? Cô tránh ra. Nè, tội hành hung người khác của cô và tội lừa đảo của chồng cô á, không biết bóc được mấy cuốn lịch. Bây giờ cô có cút ngay đi không hả? Hay là để tôi báo công an? Hôm nay là cô hên á, không chết với tôi. Lý, em có sao không hả? Không sao, chị đừng làm phiền tao nữa. Nay tao mệt, tao nghỉ ngơi đây.